Cặp đôi LGBT Trinh Xíu chính thức chia tay, gây sốc với lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho đối phương. Cặp đôi đồng tính nữ Minh Minh Anh Thư, hay còn gọi là Trinh Xíu, gây chú ý tại chương trình Người Là Ai, chuyện tình đẹp như mơ của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau chương trình Cuộc Sống Hạnh Phúc của Anh Thư và Minh Minh cũng nhận được sự quan tâm, cả hai không ngại chi tiền tỷ để tổ xứ hợp cho người yêu và còn dự định sẽ bỏ tiền tỷ để sinh con. Tuy nhiên giữa tháng 7 cặp đôi đã chia tay, một số tin đồn cho rằng cả hai mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến đường ai nấy đi. Mới đây Anh Thư và Minh Minh đã lên tiếng nhắn nhủ đối phương. Cụ thể Anh Thư chia sẻ, thân cửa gia đình Trinh Xíu, Trinh cảm ơn mọi người đã và đang yêu quý Trinh và Xíu. Trinh xin lỗi vì những chuyện không hay đã xảy ra trong thời gian vừa qua, ít nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến gia đình mình vì đã là gia đình nên từ nay nếu ai nói gì không tốt về Xíu, Trinh xin phép block. Xíu chỉ chọn em và đặt tất cả tấm lòng yêu thương với em như là số mệnh trời định. Vì thương, vì yêu, vì cưng chiều là thiên vị, là ngoại lệ, là ưu tiên và là duy nhất. Nên người ta thường bảo rằng trái đất vốn tròn, vậy nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết, để gặp lại nhau. Chị luôn mong em được vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn em đã đến bên chị. Thương yêu gia đình mình và cả em, gia đình Trinh Xíu mãi đỉnh. Minh Minh cũng chia sẻ trên trang cá nhân, gửi gia đình Trinh Xíu, lời đầu tiên cảm ơn mọi người yêu quý Trinh và Xíu một cách chân thành nhất. Xin lỗi mọi người vì những chuyện không hay đã xảy ra trong thời gian qua, khiến cho mọi người buồn và thất vọng. Em biết mọi người đau lòng nhưng xin mọi người hiểu cho chúng em. Trong tình yêu đôi khi có những chuyện xảy ra, chỉ có hai người chúng em là người hiểu rõ nhất và cũng chính chúng em là người đau lòng nhất. Gửi người em thương và yêu gần 2 năm qua, em yêu chị rất nhiều và có thể đánh đổi rất nhiều thứ, chị biết mà. Em biết chị yêu em nhiều thế nào và em cũng thấy. Quen nhau chị cho em cái gì em cho lại chị cái đó chứ không cho ai nhiều hơn ai cái gì. Và em cũng không lợi dụng chị bất cứ thứ gì cả. Hơn hết chị là người hiểu rõ nhất. Nhưng hy vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ là hai phiên bản khác hoàn thiện hơn. Ít nhất khi gặp nhau chúng ta có thể mỉm và chào nhau. Và đây cũng là lần cuối Xíu nhắc về vấn đề này. Những ai nói xấu chị Minh, Xíu block thẳng tay kể cả mọi người có yêu quý Xíu như thế nào đi nữa. Xin hãy tôn trọng Xíu và người Xíu yêu thương. Cảm ơn gia đình mình và yêu gia đình Trinh Xíu rất nhiều. Cặp đôi Trinh Xíu có tên thật là Minh Minh và Anh Thư, không phải là cặp đôi xa lạ trong cộng đồng LGBT. Thời gian qua họ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ tình yêu đẹp. Hiện tại kênh video của cặp đôi này có tới hơn 600.000 lượt người theo dõi. Cả hai từng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đầy tình tứ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong lần livestream trưa ngày 12 tháng 7 vừa qua, Trinh đã khóc lóc và chia sẻ ấp mở về chuyện tình cảm. Cô nói mình đã chủ động xin lỗi, hạ mình rất nhiều, người ta sẽ gặp được cơ hội tốt hơn, người yêu thương mình nhiều hơn, dù có giải thích bao nhiêu nữa cũng vậy, tôi nghĩ là người ta quen mình là người tốt, thì sao chia tay mình sẽ là tốt cho người ta mà. Cô trả lời cùng hàng loạt những câu nói như ngầm khẳng định về việc tan vỡ với nửa kia. Trước thông tin khiến cho mạng xã hội trầm trộn này, Trinh đã chính thức lên tiếng khi được liên hệ. Cô cho biết hiện tại cả hai chưa công bố chính thức bởi vì đều đang rất mông lung. Cô cũng bày tỏ rằng nếu thật sự chia tay, cả hai sẽ cùng nhau lên tiếng xác nhận với mọi người.